là một bài thơ nhỏ nhỏ ngẫu hứng để tặng anh bên kia nha. Rồi. Chúng ta gặp nhau gọi là duyên, nên ta cứ trò chuyện tự nhiên, chẩn nút hay không cũng không sao cả. Hữu duyên thì sẽ gặp bạn Hàn Nguyên. Ngẫu hứng. Bây giờ mình hỏi chút xíu bạn nam, bạn sẽ tìm người phụ nữ của đời mình như thế nào? Nữ tính, biết tôn trọng người lớn, biết chia sẻ, lắng nghe và cả hai đều biết nhường nhịn nhau xíu. Bạn không thích gì người phụ nữ? Đanh đá, cào rào á, thích nói cầm rào á, dạ, nói nhiều á, nói nhiều dạ. Vậy thì lấy vợ về có phải làm dâu không? Dạ nhà em thì dễ lắm, ba mẹ dễ lắm, em út. Nếu mà bạn chịu làm dâu thì làm dâu, còn không chịu thì chắc gia riêng cũng được. Bạn làm dâu được không? Dạ được. Quý vị có thể theo dõi chương trình trên kênh fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò và xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe. Quý vị cũng hãy like vào trang Facebook Bạn Muốn Hẹn Hò để được tham gia vào chương trình Mai Mối Online đối với các bạn ở cùng vùng miền với nhau.